lãnh đạo Đảng, Nhà nước viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp Quốc khánh. Nhân kỷ niệm 78 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 29, ngày 2 tháng 9 năm 1945 đến ngày 2 tháng 9 năm 2023, sáng ngày 31 tháng 8, đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đoàn đại biểu lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự lễ viếng có Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bí thư Trung ương Đảng. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, các đồng chí lãnh đạo bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, lòng thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hòa bình, độc lập, thống nhất và phát triển. Đoàn đại biểu Bộ Công an đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Sáng cùng ngày, các đoàn đại biểu của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, thành phố Hà Nội đã tới đặt vòng hoa và vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đông đảo người dân và các lực lượng vũ trang vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.